Trò chơi hôm nay sẽ nói về ca dao tục ngữ. Dễ vời. Nào bắt đầu này. Bắt đầu. Ăn một bát cháo chạy ba quãng đồng. Wow. Ơi cái này là hay rồi. Tình dù đúng dù sai thì người sai vẫn là anh Trung. Tao chưa tao sai cả. Vẫn là người đúng. Cuộc tình dù đúng dù sai, người sai nhiều nhất vẫn là Kiếm Anh. Răng trắng lắm. Được. À, cuộc tình dù đúng hay sai, người à, cuộc tình dù đúng dù sai, người sai nhiều nhất ấy, vẫn là Hiền cậu. Điên à? Cuộc tình dù đúng dù sai, người mang thai vẫn là con gái. Không cần đúng đấy. Đúng à? Cuộc tình dù đúng dù sai, người mang thai vẫn là người. Cuộc tình dù đúng dù sai, người sai vẫn là con trai. Tôi cực kỳ thuyết phục. Chịu chết. Cuộc tình dù đúng hay sai, người sai người có lỗi vẫn là con trai. Ông sai. Cuộc tình dù đúng dù sai, người khám thai vẫn là bác sĩ. What the hell? Ai sai? Cuộc tình dù đúng dù sai, có chữ thai rồi. Dù sai, người mang thai là người đàn ông. Người mang thai là người đàn ông. Nguyên thuyền. Con này anh không biết thật nhưng mà anh nghe cô hát thôi. Cuộc tình dù đúng dù sai, thì cái gì đấy người tổn thương nhất vẫn là người con gái. Không, nhưng mà cái mũ cùng tông góc ấy, đẹp rồi. Rồi, không đúng à? Không. Dù được vào rồi. Được vào rồi thôi. Người chung một lớp phải thương hại. À, cuộc tình dù đúng dù sai, người sai. Người sai là... Từ từ, người sai. Người sai không đúng. Người sai. Cái câu của nó là cuộc tình đúng rồi sai, người phá thai vẫn là bác sĩ. Bỏ. Mày bảo người phá thai. Người bảo người phá thai. Đó là người phá thai. Rồi, rồi tiếp theo nào. Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Tình tình. Câu tiếp theo. Anh nào? Lầu là. Anh có. Rồi. Câu hỏi bệnh thế. Ờ, câu hỏi bệnh thế. Bệnh vào. Bệnh vào miệng này ra. Bệnh. Bệnh tật vào. Trời đẹp vào. Khó là gì? Ôi giời ơi. Bệnh vào. Bệnh thuốc vào. Hát miệng ra. Bệnh hít vào. Thở miệng ra. Miệng ra. Gọi. Nhưng bệnh răng mai. Giảm miệng. Bệnh tật vào ngoác miệng ra. Không có cái thể lại là ngoác rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Ngoác miệng ra. Bệnh nãy toàn nói là gì ạ? Bệnh tật vào ngoác miệng ra. Bệnh tật vào há miệng ra. Úi dồi ôi. Bắt đầu lốc rồi. Cầu. Bệnh tật vào mở miệng ra. Em ăn nè gọi gì nữa mình ăn đấy biết. Bệnh ăn nhiều ướt miệng ra. Tôi không hiểu là mày là bệnh ăn nhiều rồi vòng thôi đó. Đúng đấy, chuyện Hồng Dương cười hơi nhiều nha. Đây là bệnh khẩu nghiệp test miệng ra. Cái vòng đấy chưa không. Linh nào. Bệnh tật vào mồm miệng ra. Hết rồi đúng không? Câu của nó là bệnh từ miệng vào họa từ miệng ra. Ôi ôi quen mà đâu phải dễ chẳng quan không rồi. Đứng yên một chỗ. Đây đời cha ăn mặn đời con khát nước. Ui. Rồi đúng rồi anh ơi. Rồi con tiếp theo. Ôi trời ơi câu này Bin ơi. Không đẹp nào. Ôi anh biết rồi. Nếu yêu nhau là do
Nếu yêu nhau là do bác sĩ, là do duyên số, ý trời, thì lấy nhau là do bác sĩ. Đúng rồi bác sĩ. Nếu yêu nhau là do duyên số thì lấy nhau là do ý trời mà ra. Gần đúng. Nếu yêu nhau là do duyên số thì lấy nhau ấy. Ý là sai. Có thai. Ý sai rồi. Con dạy mình ý sai rồi bỏ. Lừa ra. Em biết rồi. Ai, em biết rồi. Nếu yêu nhau là do duyên số thì lấy nhau là do sự cố mà ra. Đúng. Sống đẹp. Đói đói trẻ. Sống đẹp, sống đẹp. Đói với cả vui mừng là do bạn không chơi đồ đấy bạn à. Đói trẻ chớ vội lo cái gì ạ? Còn trẻ chớ vội mừng ạ? Già trẻ chớ vội. Gần đúng. Đói trẻ chớ vội lo. Nó trẻ chớ vội mừng. Ủa thích vần mà. À, đây là đói trẻ chớ vội lo, giàu trẻ chớ vội mừng. Ốc kìa. Đúng mà nhở? Em trang ngủ mắt sai rồi. Anh trang ngủ sai rồi. Đi xuống đó. Đói trẻ chớ. Chớ mẹ ra. Chớ. Ừ chớ vội lo. Chết trẻ chớ vội lo. Đọc. Thế bằng rồi. Chưa. Chớ. Anh nói rồi. Chớ vội lo. Hai. Chết trẻ chớ vội. Còn trẻ chớ vội mừng. Đói trẻ chớ vội lo, sang trẻ chớ vội mừng. Giàu sang. Đúng rồi. Cá vui luôn. Đói trẻ chớ vội lo, lấy vợ trẻ chớ vội mừng. Trời ơi. Đói trẻ chớ. Chớ vội lo. Bín à. Đói trẻ chớ vội lo, có trẻ chớ vội mừng. Cái gì đây? Đói trẻ chớ vội lo, vợ trẻ chớ. Đói trẻ chớ vội lo, no trẻ chớ vội mừng. Hả? No trẻ chớ vội mừng. Gần đúng đấy, là sắp đúng rồi. Gần đúng rồi. Đói trẻ chớ vội lo, lo trẻ chớ. Sợ lo ở đây từ no thành lo rồi. Tại sao chữ lời nó đúng có sao được anh? Em bên đây là hết rồi. Hết rồi, hết rồi. Đói thì nghèo, nghèo trẻ chớ vội mừng. Nghèo mèo vần chị em. Lấy đi gì? Thế là giờ. Nghèo nghèo lại mừng. Sinh viên em nghèo á. À, gái có chồng như gông đeo cổ. Ôi đúng này. Ui dồi ôi. Hay quá rồi. Tiếp theo. Một cây làm chẳng lên non, ba cây chùm lại thì thừa hai cây. Ơ đúng rồi. Ơ đúng rồi. Kiểu gì? Bị tí nhau, bị tí nhau. Tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống. Ôi, đúng rồi. Gió mà, gió vào nhà trống. Rồi, từ xuống đi, đừng có đoán cái gì nữa. Trẻ cậy cái đi, cái gì đấy, già cậy tuổi sao ấy. Không, có tuổi tác gì ở đây anh ạ. Chứ anh đã nói xong đâu ạ. Trẻ cậy, mà anh chả biết trẻ cậy gì. Trẻ cái gần nhà, cháu biết cái gần chùa. Đi lạc. Trẻ cậy cha, già cậy con. Oh, đúng này, tất cả đều đúng. Đúng, đúng. Gái xưa chạm nhẹ, bảo dê. Gái nay chạm nhẹ, bảo... Có điểm gì nữa? Cà phê của nữa. Em Hoàng. Gái xưa chạm nhẹ, bảo dê. Gái nay chạm nhẹ, ngứa đi anh. Sao cụ thế? Gái xưa chạm nhẹ thì chê, gái này chạm nhẹ, đê mê cả ngày. Anh vào đây cho định cái búa này. Cái câu này là gì vậy? Gái xưa... Tôi không thể trong sáng nổi. Gái xưa chạm nhẹ, gái xưa chạm nhẹ là bảo, bảo dê. Gái này chạm nhẹ mà phệ quá à. Gái xưa chạm nhẹ bảo phê, gái này chạm nhẹ bảo bảo mê ngà. Xin xin gái xưa chạm nhẹ bảo dê, gái này chạm nhẹ bảo phê. Cút cút cút.
gái chưa chạm nhẹ bảo dê, gái nay chạm nhẹ chưa phê anh à? Có ghế chưa? Ghế chưa? Rồi đúng. Đúng rồi. Vô hoạn thư bất tử. Vô hoạn nạn. Đúng rồi, một lần đi vô dặn dây mua đầu em nào. Nhưng mà nhìn bất nó là chả nhớ gì. Bất bất tử. Gần đúng. Vô hoạn nạn bất khả kháng. Ai Đánh vậy nó mới vui. Mất thì điện thoại đi. Vô hoạn nạn. Không biết thì xuống dưới. Anh hết mạng. Để xuống. Vô hoạn nạn bất tử. Đúng là gì? Tôi mới mất điện thoại. Vô hoạn nạn bất bất khả kháng. Bất tử cái đứa là đầu bất lực. Vô hoạn nạn bất cầu cứu. Vô hoạn nạn bất khả thi. Vô hoạn nạn vô hoạn nạn bất tương phùng. Hiểu kiểu gì? Bất tương phùng. Vô hoạn nạn. Đến Hải Vi là hết đúng không? Bất có bạn. Vô hoạn nạn bất đề phòng. Vô hoạn nạn bất cần tiền. Vô hoạn nạn bất tương phùng. Tương phùng. Đây là vô hoạn nạn bất anh hùng. Người ta thì người làm. Người làm nên của không làm. Bạn không chơi đồ đấy. Người làm nên của không làm người. Đúng rồi. Đúng rồi. Thế nào? Đánh luôn. Rất cảm ơn các em là trong này chúng ta kết thúc tại đây. Mới đoán được 15 câu đúng hết cái này là trách nhiệm đấy. Mình đại sát thủ.